Ờ, uh, kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và chào cái giả đoàn trọng từ Lito Sài Gòn, Nam Quỳnh Phố Nha, thưa anh. Từ Lito Sài Gòn, chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của truyền hình Việt Nam 1 và đặc biệt nhất là anh Xuân Nam hôm nay. Hôm qua thì anh lỡ hẹn một chuyến đỏ với chúng tôi, phải không? Dạ, yeah. qua <laughs> đi một vài việc chút xíu, dạ. Yeah. Vâng. Um lại ừ. lâu lâu có gặp lại Hương Giang cũng rất là vui và có thể nói cô Hương Giang là một trong những người rất bén nhạy về tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề tình hình tranh cử tại Hoa Kỳ đó thưa anh yeah, và tôi cũng rất thích cái lối nói chuyện của cô Hương Giang và đến lúc tôi nghĩ rằng những cái người truyền thông của chúng ta nên chuyển hướng qua một trong những cái vấn đề chúng ta phải tôn trọng những cái người bất cứ ai họ đưa ra những cái gì lẽ nhiên thích hay không thích là quyền của mọi người nhưng ít nhất chúng ta là những giới truyền thông không, không có mối vấn đề lăng mạo và lăng nhục người khác cái điều đó hình như nó đã xảy ra trong quá khứ với cộng đồng người Việt chúng ta tôi nghĩ rằng nhân cơ hội cuối năm tôi hy vọng sang năm sẽ là một cái bước tiến mới cho cộng đồng người Việt chúng ta mình hấp thụ một cái nền văn minh ở tại Hoa Kỳ này thì không thể nào chúng ta đi ngược lại những gì mà chúng ta đã được hấp thụ từ anh, uh, dạ, đúng, 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 đúng bề, anh Trọng rồi ngày hôm nay cái đề tài em Trọng muốn nói đề tài mà quốc tế trước phải không? Chắc là phải vậy thưa anh, vì tất cả những ngày cuối năm, điều mà chúng ta quan tâm đến là tình hình sức khỏe của những người dân ở trên dải Gaza. Thì thật sự chúng ta là những người đã lớn lên trong chiến tranh, chúng ta biết cái sự đau khổ của những cái tàn, tàn tức là cái phá hủy tàn hại của chiến tranh gây nên cho con người. Bởi thế, hôm qua thì Tổ chức Y tế Thế giới, chắc anh cũng biết, đó là WHO, đã, họ đã lên một cái tiếng là báo động về cái tình trạng y tế nguy hiểm, mà họ gọi là nguy hiểm nghiêm trọng ở tại giải Gaza, thưa anh. Tối ừ. hôm qua thì tất cả các tự người theo dõi thì thấy tổ chức của Y tế Thế giới họ cho rằng trên giải Gaza hiện nay đang gặp rất là nguy hiểm và nghiêm trọng nữa vì 21 trong 36 bệnh viện ở Gaza đã ngưng toàn bộ hoạt động. Anh thử nghĩ coi trong một cái tỷ lệ dân số trên 2 triệu rưỡi người sinh sống trên đó có 36 cái bệnh viện tất cả mà trong đó 21 bệnh viện đã bị đóng cửa toàn diện rồi. Thì cái điều đó là một cái vấn đề thiếu sót cho vấn đề sức khỏe của những người dân ở trên Gaza. Hôm nay một lần nữa chúng tôi toàn bộ gạt bỏ tất cả những vấn đề chính trị và xảy ra giữa Hamas và Israel nhưng chúng tôi nói đến thân phận của những người đang sống ở trên dải Gaza này mà thôi anh thì ngay cả các minh sĩ Israel cũng nhiễm bệnh do tiếp xúc với nước bệnh này đừng có nói gì là những người dân ở à, của người dân Palestine thì ngay cả các chiến sĩ của Israel chiến đấu học cũng phải bị lâm bệnh vì cái nước bệnh này thậm chí có người đã chết cho những cái vết thương mà bi khuẩn nó khống chế thì điều đó cho thấy rằng tình trạng sức khỏe rất là nguy hiểm thì lại nhiên chúng ta nói rằng là uh, cái chiến tranh thì nó gây nên nhiều cái tệ hại cho nhân loại nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta nín thinh và chịu đựng tất cả những cái sự việc đó thưa anh Xuân Đạt. Dạ, chúng ta từng sống trong chiến tranh mà. Dạ yeah, vâng. Mình lớn lên trong chiến tranh mình hiểu hơn ngay hết mình hiểu cái điều đó. Dạ. Yeah. Yeah, Kể đến chúng ta phải nói đến những ngày cuối năm thì chắc là anh Xuân Nam cũng thấy tình hình thế giới nó có những cái biến động mà có thể nói bất cứ lúc nào cũng có thể gây nên những cái gây nên những cái tai nạn khủng khiếp cho nhân loại. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến tình trạng chiến tranh thế giới sẽ xảy đến bất cứ lúc nào. Đó là vấn đề những nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay, là những nhà lãnh đạo Bắc Hàn hiện nay đang kêu gọi họ, mục đích của họ là gì? Kêu gọi đẩy mạnh chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Thế chắc anh cũng biết hiện nay thì có thể nói Trung Quốc và Nga Xô là hai cái quốc gia có thể nói thân cận và đẩy mạnh giúp đỡ cho tất cả những cái vấn đề phương tiện để có thể vượt được Bắc Triều Tiên trong một cái thế giới mà hiện nay bao trùm chung quanh họ về vấn đề gọi là lên án, bao vây họ và có thể nói khó để cho có thể Triều Tiên hội nhập được với thế giới bây giờ nếu họ tiếp tục đi theo một cái con đường đẩy mạnh tất cả các dàn vụ vũ khí hạt nhân đe dọa thế giới. Thì đây là một trong những vấn đề mà hôm qua thì chúng tôi thấy là à, ông Kim Jong-un, ông đã kêu gọi đất nước. Ông kêu gọi đất nước như cái gì nè? Kính thưa quý vị, ông kêu gọi đất nước đẩy mạnh chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Điều đó chắc là không ai chấp nhận được. Ông đó trong đó ông nói gồm cả cái chương trình vũ khí hạt nhân. Vì theo ông rằng là, là, tình hình chính trị quân sự nghiêm trọng do tất cả các mưu cầu đối đầu của Hoa Kỳ và đồng minh của họ. Ông luôn luôn lên án tất cả các đồng, gọi là đồng minh của Hoa Kỳ. Nhưng cái điều mà ông quên nói đến đó là vấn đề ngày 1, ngày 2 ông tiếp tục gia tăng cái số lượng mà có thể đầu đạn hạt nhân tạo nên sự nguy hiểm cho nhân loại thưa anh. Ừ. À, trong lúc đó thì chúng ta cũng thấy uh, một trong những nguồn tin của hãng thông tin AFP của Pháp lên. họ đã tiếp nhận những cái thông tin từ KCNA cho biết rằng trong ngày họp thứ hai của hội nghị trung ương đảng lần 9 thì ban chấp hành đảng lao động Triều Tiên ông Kim Jong Un đã ra lệnh cho việc trước tiên là quân đội và ngành sản xuất đạn dược, vũ khí hạt nhân cũng như phòng vệ dân sự đẩy nhanh hơn nữa cái tính gọi là quá trình chuẩn bị cho chiến tranh thì như vậy là không rõ quá rõ ràng là Kim Jong Un là một người có thể làm cho trái đất này bị đổ vỡ vì chiến tranh thưa anh sao à, những ngày hôm qua ngày mấy ngày nay thì trên nhiều tờ báo Mỹ đưa vấn đề này tờ USA Today, The Yahoo News, dạ vâng, Fox rồi phát uh, đưa mấy tin tiếp Telegraph bao bao phương tây được Detroit News đều đưa chạy những tin tức liên tiếp về những thứ yeah. mà đe dọa của Kim Jong Un đòi chơi vũ khí nguyên tử với Mỹ yeah, thì thường thường anh chàng Kim Jong Un này đi không sợi súng ngay cả Trung Quốc với cái lực lượng vũ khí nguyên tử gấp trăm lần so với của Bắc Hàn. ngay cả Nga với vũ khí kho vũ khí hiện đại vũ khí nguyên tử của Nga kinh khủng lắm nhưng mà tất cả đều không dám sử dụng cái đó bởi vì anh nghĩ thứ nhất là Mỹ nó có hai khả năng một lúc khả hai khả năng tấn công là một đánh chặn là hai anh bắn tới bị chưa chắc tới mà mỹ bắn trúng anh là trúng đúng không cho mỹ nó vừa có hai khả năng khả năng vừa đánh chặn là không cho tấn công mình nước bị có cái lá, có cái màng đá, lá cái màn lá chắn và những màn bảo, 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 vệ và cái hai là khả năng tấn công của mỹ rất kinh hoàng và cái thứ ba nữa đó không biết kim jong un có, có, có sợ điều này không là biết Mỹ nó ở đâu đặt vũ khí ở đâu. Anh muốn nói đến tất cả những chiếc tàu ngầm nguyên tử luôn luôn tàu sát cạnh nguyên hạ à, trên đầu vâng. ngầm nguyên tử trên các hạm đội trên các hàng không mẫu hàm rồi trên trên đủ tùm lum nơi. Chắc yeah. quân sự Mỹ căn cứ quân, sự Mỹ, quân sự Mỹ tùm lum nơi thế giới. Anh biết Mỹ đặt ở đâu bên đề phòng. Dạ yeah, vâng. Do vậy đừng có giận với Mỹ cho, 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 chỗ này đừng có đùa với lửa. Nhưng mà thưa anh, cái vấn đề này nó không phải dừng chân ở tại Bắc Hàn, thưa anh Xuân Nam và cái khán thính giả. Nếu chúng ta nhìn thấy cái sự việc có thể nói là Bắc Hàn chỉ là một cái con rối mà thôi. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Vì nếu không có sự đồng tình của Trung Quốc và Nga một trong những thành viên của Liên Hợp Quốc mình có thể nói rằng là những người luôn luôn kêu gọi cái hòa bình thì không thể nào Bắc Hàn có thể nhúc nhích hoặc làm cái gì. Cái điều mà chúng ta thấy tất cả những nguyên liệu từ đâu đến, nguyên liệu từ Nga, nguyên liệu từ Trung Quốc và điều này có phải là một trong những sự thách thức chiến đấu và cái thách thức cho để cho đối diện với chiến tranh của Trung Quốc và sử dụng Bắc Tôi Hàn. Cũng... Tôi đọc một bài vui lắm. Dạ vâng. Là anh anh mấy anh tàu và anh anh trung cộng anh, anh 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 nga anh rất là muốn biết cái khả năng nguyên tử của mỹ cũng có thể như vậy tôi cũng hiểu à gì đến cái không vấn đề đó muốn, anh không muốn là người thách thức cho <laughs> nên anh phải tìm cách suối suối với đàn em bắc hàng bắc hàn và kể cả iran suối là đàn em để mà chập tức mỹ để có cái hỏa lực nguyên tử của mỹ cỡ, cỡ nào Đúng không? tại vì anh thấy cho hạn như khi mà trong nhiều lần trong quá khứ cuộc chiến tranh vùng mình trước đây không khi mà anh nhớ bị tấn công vào tấn 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 công vào Iraq không Dạ. Yeah. là Mỹ tấn công bằng phương tiện mà ai cũng sợ các nga và tàu lúc đó nhìn mà Mỹ tấn công Iraq là sợ hãi luôn không biết đánh kiểu gì vậy nó không biết đánh cái kiểu gì vậy đúng không do vậy mỗi lần mà chúng phương phương tiện của, của, của mỹ nó giấu kín mà mỗi lần có cuộc chiến mới thì nó tung năm số phương tiện mới làm cho cả đối thủ của, của 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 của, mỹ là nga với tàu cũng sẵn sốt không biết họ chơi cái cái, cái đòn gì do vậy bắt hàng có vài cái, cái trái bom thôi mua 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 mỏ đụng vô mỹ biết nó có đơn giản Muốn trở thành một cường thế giới, này, đệ nhất siêu cường thế giới này đâu có giỡn anh. Xung quanh à toàn thế dự, thách thức không à. Dạ, nhưng mà chúng ta cũng phải hy vọng làm sao cho cái tình hình bớt căng thẳng qua cái anh hiếu chiến của Kim Jong-un. Thì có thể nó trong một cái phút lầm lỡ nó đưa đến một cái vấn đề gọi là thảm khốc cho nhân loại thôi anh. Bên cạnh đó hôm nay thì chúng ta cũng đề cập đến một trong những cái vấn đề tại quê hương của chúng ta đó là tại Việt Nam chắc là chuẩn bị qua cái kỳ uh, lễ nghỉ Giáng sinh vừa qua bây giờ đến năm mới thì có một cái vấn đề trên tất cả các báo lớn của Việt Nam hôm nay để đưa ra về trong những cơn khủng hoảng mà không biết có phải là chúng ta gọi khủng hoảng đây không. Vì sau một cái thông điệp của ngân hàng nhà nước thì người dân tranh nhau bán vàng vì sợ sập giá. Wow. Từ cái chỗ tăng dồn dập liên tục hàng tháng nghĩa là cứ mua vàng là có lãi giá vàng miếng mà chúng ta hay gọi là SGC đó đã quay quắt lên đến 180 độ và chắc là những cái sự kiện này thì chúng ta phải tìm hiểu xem nó như kiện như thế nào một trong những tờ báo ở thành phố Sài Gòn thì họ đã đưa ra một cái tin rằng là à, họ ghi nhận rằng là ngày sáng nay 28 tháng 12 thì giá vàng miếng đã vẫn tìm đường quay lại cái mốc 80 triệu đồng à, trong một trong lúc đó thì Thủ tướng có một cái công điện yêu cầu ngân hàng nhà nước theo dõi diễn biến giá vàng thế giới trong và ngoài nước. Thực hiện ngay tất cả các giải pháp để bình ổn thị trường. Đây là một trong những cái vấn đề cho thấy vấn đề kinh tế của Việt Nam hiện nay chưa có thể gọi là đứng yên một chỗ vì một vài cái sự kiện cho thấy rằng một vài hãng xưởng đã có một cái vấn đề đó là họ hình như sa thải hay là cho tạm nghỉ một số công nhân có thể lên tới cỡ khoảng từ 25 cho đến 28% công nhân được nghỉ. Thì cái sự kiện này nó tạo nên một cái trao đào dao động trong cái thị trường công việc làm của người Việt và có sự mà tiêu xài cũng giống như là cái đồng tiền lưu lượng ở tại Việt Nam lúc này có phần kép đi kém đi tất cả những năm trước. Đó là những cái chỉ dấu cho thấy cái khi cái cái gọi là cái điều GDP của Việt Nam nó hình như đi xuống còn tối tối thiểu lắm cỡ khoảng tối đa lắm cỡ khoảng 5.1 mà thôi 5.0 mà thôi thưa anh uh, Suna ừ. sau một thời gian tăng tăng liên tiếp dạ bây giờ tớ, nó đang nó, nó, nó trút đầu đi xuống dạ yeah. thì đây cũng là một trong những cái vấn đề làm cho người ta lo ngại tất cả những sự kiện này là uh, có thể nói rằng từ cái vấn đề kinh tế, từ cái vấn đề đầu tư cho đến vấn đề công an việc làm, từ vấn đề tham nhũng và từ vấn đề mà có thể nói khủng hoảng nhà băng cũng là một trong những vấn đề mà có thể nói làm cho người ta lo sợ nhiều nhất. Thưa anh. Thì chúng ta không không biết rằng là thực sự là chắc là mình thì chúng, mình chúng ta phải mình nhìn nhận rằng chúng ta không có đủ tất cả những cái tư liệu để chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái sự kiện đang diễn ra tại Việt Nam nhưng có một điều mà chắc là anh với tôi đều đồng ý đó là vấn đề thưa anh vấn đề đầu tư có phần kép đi ngay cả Nhật Bản là một trong những quốc gia mà có thể nói cái nguồn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam họ cũng đã dời hẳn tất cả những cái vấn đề đầu tư của họ trở lại à, là lại Nhật Bản thưa anh. thì đó điều đó cho thấy rằng là rất khó để chúng ta có thể tin tưởng mà hy vọng rằng là một trong những cái sự gọi là trở lại bình thường của nền kinh tế như những tháng ngày trước đây thưa anh Đạt. À. Việt Nam cái điều kiện để mà phát triển một nền kinh tế nó không có thuận lợi. Thì chắc có lẽ là như vậy. Tôi cũng đồng tình với anh là những cái sự kiện đó nó quá rõ ràng. Nhưng cái vấn đề liệu cái số lượng của những người bỏ thôn quê ra thành phố và bây giờ họ lại trở lại với thành trở lại thôn quê của họ với hai tay không thì lúc đó cuộc sống nó có được ổn định không tiến sĩ đâu? Tại vì về phương diện quốc gia thì đó là một dấu hiệu bệnh tật. Dạ vâng Tại vì về phương diện quốc gia một cái quốc gia muốn trở thành một quốc gia chỉ nghề quốc gia công nghiệp đó, thì cái tỷ lệ cấu trúc dân số nó phải 70% đô thị 30% nông thôn. Vâng mà hiện nay cái tình trạng của Việt Nam là trên 50% nông thôn và con số nó kéo vô đô thị mới được mới bây giờ tình hình kinh tế nó tệ hại người ta từ thành phố nó bỏ về quê nữa thì nó đẩy Việt Nam lui xuống nấc trở thành một nền một nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo chứ không phải kinh tế công nghiệp là chủ đạo cái thứ đúng hai cái gì cái 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 người ta tiên đoán cái GDP năm của năm nay Việt Nam rất thê thảm Tại trong cái GDP nó tính đó là 75% là đến từ các thương mại bán lẻ. Ừ. Nói giờ anh đi một vòng cái chợ Sài Gòn coi, anh coi phóng sự các YouTuber trong nước nó làm, đó. Bường không nhà trống phố xá đóng cửa làm ăn thê tạm, người ta đi ra ai cũng chạy xe ôm kiếm một ngày một hai cuốc còn có có bắt vợ có bắt cơm ăn. Mấy không? Ừ do vậy nền kinh tế về thì què quặt thì tiến lên tiến lên đâu nữa giờ thì, thì, đó đó là tình trạng kinh tế Việt Nam rất là bi đát và nếu tính không khéo thì cái cái, cái, cái quý cuối này bơ mà anh thấy nó đi một vòng tôi có một phóng sự đi một vòng trước nhà thờ Đức Bà là khu mà tương là là, là, là 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 cho thuê rất là cao bây giờ đóng cửa yeah. Yeah. đóng đóng cửa rồi dọc đường Lê Lợi dọc đường Nguyễn Huệ dọc đường đồng khởi đóng cái tự do đóng cái sạch bách đó. nó đề về què què lâu lâu có tiệm mở ra thì như vậy làm sao là kinh tế nó phấn khởi được còn cái trong các chợ thì các sập gần như vắng vắng tan người có những người cả ngày không bán được một một cái áo một cái quần một cái gì rồi ra lấy gì trả 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 sạp lấy gì mà sống Lấy gì mà ăn uống nó kinh, khủng lắm anh em kinh tế Đế trong mà... đó kinh khủng trở lại một trong những sự kiện hôm nay nói chung là nó nói nói chung điều này là cho đến giờ này mấy ông bị cộng với biết đồng kinh tế <laughs> thì nhiên mỗi người phải đi đầu tư vào ngành học kinh tế rồi cập nhật với thế giới tất cả những sự kiện thì chúng ta chờ xem coi cái sự việc là như thế nào nhưng mà trước khi chúng ta đi qua cái vấn đề mà tin cộng đồng của bên cái cộng đồng chúng ta có đôi vài điều để chúng ta nói chuyện cho vui thì chúng ta có một cái tin là chắc là anh cũng biết rất là rất là cái nhiều vấn đề qua cái sự kiện này anh đã nhớ khi ông giám đốc Việt Á công ty không cái đưa ra những cái thứ mấy tay này tay này tay phát biểu cũng cũng gần cốt lắm á à, ông này là một trong những người mà đưa ra tất cả những cái hàng gọi là cái test covid 19 anh nhớ không yeah, đó. Test. mua bên bên trung quốc về cái vấn đề là ở đây là thưa anh, họ cái vấn đề cốt lõi vấn đề theo cái nhận xét cá nhân của tôi tôi chưa khoan nói đến tiền bạc làm lời cái đó nhưng người ta coi cái sức khỏe và cái tính mạng của con người dưới một cái gọi là cái mức độ để họ làm giàu vì anh đưa mua những cái test mà không đúng gây nên một cái tình trạng rất là nguy hiểm vì sao người không nói có người có nói không nếu những người không tự nhiên cho người ta một cái covid tạo nên một cái ảnh hưởng rất khó khăn mà đưa vào những cái nơi tập trung để gọi là điều trị thì lại vô tình đưa đến một cái bản án cho người ta bản án gọi là tử hình cho người ta và cái đến nữa những người có mà được ra không thì lại là đưa ra một cái vấn đề gây đến cái xáo trộn ổn định trong đời sống của cái xã hội cái cái, cái vấn đề chính là vấn đề những người trục lợi thiên bạc của họ bằng những cái tính bạc của những người khác cái điều này là không thể nào chấp nhận được đó là cái vấn đề chúng tôi muốn nói về cái test. Vì sao chúng tôi nói vậy? Là ba cơ quan tất cả, Bộ Y tế, Viện Đại học của của Bộ Quốc phòng, Y tế của Bộ Quốc phòng và cái công ty Việt Á này ba cái cơ quan đứng ra họ đi mua ở đâu họ làm gì thì chúng tôi không cần đề cập đến họ làm lời bao nhiêu chúng tôi không cần đề cập đến nhưng liệu tất cả những cái đồ mà gọi là test covid này nó có ứng dụng được nó có được một cái hội đồng y tế hoặc là hội đồng WHO -E là tổ chức y tế thế giới nhìn nhận chưa thậm chí tôi hỏi anh mới nạp cái đơn lên WHO thì ông đi loan truyền rằng là đã được WHO chấp thuận là tổ chức y tế thế giới chấp thuận rồi thì tôi hỏi anh họ coi thường con người của Việt Nam quá đó, đó, là đúng, lý do tui, nói, đó là lý do tôi, đó là lý do tôi nói chung cái câu tôi nói ông cái vụ việc đó nó dẫn ra anh chưa có giấy phép, Dạ vâng các tổ chức nào thế giới, anh đã bán rồi, anh dạ. tuyên bố đủ thứ nước Mỹ, nước Tây, nước, nước nào cũng nhập qua anh rồi tuyên đủ anh tuyên bố anh đưa quốc yểm trợ, dạ. Dạ. <laughs> cái điều đó là bịp cả người dân cả một người dân cái, cái người dân Việt Nam nghe cái cái răng Việt Nam nó một trăm lời nói đố tôi tin được một lời không, <laughs> nó thằng đại dốc đại nói phép <laughs> và wow. bây giờ thì chúng ta trở lại cái hình ảnh của nhân vật này chắc là anh cũng biết ông này là có tên là Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt à, Á. Nhưng không mà không. chỉ và yeah, chỉ có có là nhà cửa thôi, còn họ có làm gì đâu, họ mua cái cái test ở bên Trung Quốc về để kiếm lấy lời. Đây là một cái công ty kinh doanh mà kinh doanh trên cái sự sống còn của con người Việt Nam. À, ông này nói từ trên tất cả mọi tầng lớp từ trung ương xuống địa phương á cái này trách nhiệm của mọi người anh chứ không phải riêng gì ông tập giám đốc này trách nhiệm của mọi Để. người vì cái tính mạng sống của người dân cái mà và hôm qua thì ông nói lời sau cùng ông công ty việt á là nói ông khẳng định là đến bây giờ ông cũng khẳng định rằng là những việc làm đều xuất phát từ lợi ích chung của đất nước mong được hưởng hình phạt nhẹ nhất tôi không hiểu ông còn cái ý cái cái, cái tâm tư cái suy nghĩ như thế nào mà ông nói đây đều làm việc xuất phát từ lợi ích chung của đất nước nếu những con người có thể nói những cái điều này thì chắc là anh với tôi nên phủi tay đừng nên bàn cãi đến nữa cả một cái công việc cả một cái sự kiện gây nên đến bao nhiêu cái thảm khốc cho cái người dân trong cái mùa đại dịch như vậy mà ông ta nói đều xuất phát từ lợi ích chung của đất nước thì tôi không hiểu rằng ấy, tôi, Đại nhiên chúng ta phải cần đưa những cái lời nói để cho thì người ta nghe. Nhưng mà có thể nói vì trách nhiệm và lợi ích chung của đất nước. Wow, wow. Đây là ông cái phần tự bào chữa thôi Lẽ nhưng ông có nói gì thì ông nói Nhưng ít nhất cái giá trị và nhân phẩm của con người Không cho phép ông ta đi đến cái vấn đề Mà nói rằng là đó là một trong những cái vấn đề cốt lõi Vì lợi ích chung Wow Vì lợi ích chung của đất nước Thôi vậy còn nói gì nữa thưa anh Nam Bây cái giờ đến lý, thôi Cái tâm lý của Việt Nam trong nước hiện nay là tâm, tâm lý chạy làng có Đúng được vậy. cái chức vụ thì có thể bị thanh trừng có thể bị đuổi việc có thể bị thay thế có thể bị đội ổ nhiễm sở tùm lum rồi họ bỏ tiền rồi họ mua những chức vụ họ lên họ gom bi rồi họ gom càng nhanh càng tốt càng lệ càng tốt cho nên mọi chức vụ là nó đều là như cái việc á thôi chỉ lừa lọc lừa thầy lừa bạn lừa mọi người để, để kiếm tiền thôi như làm, ông còn thầm, anh Xuân Nam thậm chí ông còn nói như vậy mà không thể tôi hiểu tại sao mà Phật ở đây để cho ông nói những cái lời nói này nếu thời gian có quay trở lại bị cáo cũng phải dân tình làm như vậy trôi đất ơi nếu như kiện nó xảy ra là ông cũng làm vậy thôi it's nothing to say anh ơi vậy thôi hết rồi không còn gì để nói nữa rồi thôi chúng ta chịu thua à, và bây giờ thì chúng ta quay lại nước mỹ một chút xíu hôm qua thì chắc lại một nhân vật anh rất thích thú để nghe bà này nói đó là Nikki Haley yeah. Bà và Nikki Haley hôm qua bà đã có những lời tuyên bố mà thì uh, tôi thích thú nhất là một cái câu trả lời của một người trong cái buổi mà gặp gỡ thomisting với bà bà nói bà hỏi như vậy nè bà hỏi một người là uh, uh, bà hỏi rằng là có hỏi rằng là liệu có thể cái quyền tự do của mỗi nhân mà anh có nghĩ rằng cái vấn đề nội về những cái phản ứng dữ dội về những cái vấn đề nội chiến ở tại hoa kỳ không thì ông đó ông người cái người đó đã nói những như, như anh hỏi người ta trả lời rằng là bà hỏi ông bạn có nghĩ nguyên nhân của nội chiến là gì không hỏi cái người một trong những người tham dự đó thì anh biết tôi lần đầu tiên tôi thấy một cái người trả lời rất là có thể nói là ít cái 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 nhanh nhẹn mà nó bé nhảy nữa ông ta hỏi là cô ấy trọng trả lời tôi không trả lời vì tôi không có tranh cử tổng thống <cười> ừ. <cười> anh, ông trả lời tôi thấy tôi dịch mình bạn nghĩ nguyên nhân nội chiến là gì thì cái, cái cô cái người hỏi trả lời bằng cách nói là tôi không tranh cử tổng thống tôi đã... <laughs> thì phải mình qua những cái này rồi mình thấy so sánh người dân ở Hoa Kỳ và những cái quốc gia khác đặc biệt chúng ta nói đến Việt Nam chúng ta phải nghĩ đến những người dân những người có một cái trình độ hiểu biết và tham chứ không thể đi theo một chiều được không thể nói đến đó là lắng tai nghe rồi cứ tiếp tục những cái gì mà anh thấy cái câu trả lời ngắn gọn chưa tôi không tranh cử tổng thống thì bà làm ơn bà đừng đưa ra bà chính là cái người trả lời câu hỏi đó chứ không phải là tôi trả lời câu hỏi đó it's perfect và anh anh ừ. Ừ. đó là chuyện mà chúng ta thấy được qua cái những cái gì mà chúng ta liên quan đến vấn đề và hoa kỳ thế giới thì chúng ta vì bọn bạn có ngày hôm nay ngày mai ngày mốt và ngày chủ nhật nữa là chúng ta từ giả 2023 một trong những cái năm mà có thể nó cũng mang lại nhiều cái biến cố cho nhân loại À, thì bây giờ chúng ta chỉ cầu mong còn có vài ngày nữa thôi thì để chúng ta xem xét lại cái tình hình ở đây như thế nào, tình hình thế giới như thế nào, tình hình ở Nga như thế nào, tình hình ở Ukraine như thế nào, tình hình kinh tế bất động sản ở Việt Nam như thế nào, chúng ta thấy tất cả những quốc gia châu Á họ phát triển như thế nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy số lượng của những người Việt bây giờ càng ngày càng muốn đi đến những cái quốc gia như là muốn qua Nhật đi làm, qua muốn Đại Hàn đi làm. Nếu có điều kiện ít, nếu còn điều kiện xa, có EB5 thì qua Mỹ, người nào có tiền nhiều thì chuẩn bị. Thế một cái nước Việt chúng ta trong năm 23 thì rất là nhiều chuyện xảy đến và nhiều nhân vật tai to mặt lớn bị bắt ngay cả một ông chủ tịch ủy ban nhân dân của một cái tỉnh An Giang Tuy nhiên là tỉnh Long xuyên ngày xưa đã thân cũng đang làm việc cũng bị vào bắt như thường thì anh thấy rằng liệu tối qua tôi kể nghe vui lắm Dạ vâng tôi xem một cái một đêm khó ngủ tôi nằm tôi xem bốn năm cái video những wow, cô à, gái gì Việt Nam sao? những cô gái Việt Nam mà lấy chồng An Huy ở tỉnh An Huy của, của Trung Quốc á. Ồ vậy hả? thì cũng kể lại những bốn năm trường hợp khác nhau họ kể lại là tại sao đi đến chồng xa như vậy ừ. họ, 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 không biết tiếng họ không có kinh nghiệm gì nước Trung Quốc không tục tập, tập quán ngôn ngữ không rồi lấy một người cũng u, à, u ơi với dầu không không quen biết mà họ nói như một cái điều kiện mà ổn định và an toàn thì không có vậy nữa nhưng mà họ lại liều mình nó đi lấy chồng ở về vì sao và họ tin rằng đi ra bất cứ nước nào cũng khá hơn việt nam đi qua trung quốc một nhà quê hẻo đánh trung quốc như vậy không quen không biết không có biết ngôn ngữ không biết gì hết không tiền không vốn không bạc gì vẫn vẫn đi lên đường thì mình thấy người Việt Nam bây giờ từ đó mình nhìn tại sao học phải 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 làm như vậy và tin được đi bất cứ nơi nào trên hành tinh này cũng đều tốt hơn Việt Nam đi bất cứ nơi nào trên hành tinh này cũng đều tốt hơn Việt Nam bây giờ gái Việt Nam á người ta đã qua Singapore Malaysia Thái Lan gái Việt Nam đứng đường đầy rẫy á tại sao đất nước đất nước đến cái lúc đến cái bận bận như nó như thế này Tại sao? Lỗi ai? Rồi bây giờ anh thấy đó là người đi được, người không đi được thì anh thấy không? Ừ. Cái chân làm cho, ví dụ như quê tôi ấy, mà chạy cái chân, mà làm nhà hãng đóng tàu của Nam Hàng ấy, là cũng phải chạy tiền. Rồi em thấy hạn như ở tại Samsung mấy chục ngàn công nhân cũng phải chạy tiền mới vô được bất cứ cái, cái, cái công việc nào làm thơm thơm một chút á đều phải bỏ tiền ra chạy chắn một ừ. bỏ tiền ra chạy chứ cái nước Việt Nam bây giờ tôi nghĩ về mặt đạo lý về mặt đạo đức về mặt kinh tế mà mọi người tôi nghĩ mình không phải mình chê đất nước mình chỉ là ở mức độ mà tệ hại nhất thế giới hiện nay rồi không cách nào tệ hại hơn được nữa mọi người thì bỏ chạy hết đàn bà có học cũng chạy không học cũng chạy lấy chồng có, có lấy chồng sang cũng chạy lấy chồng hàng cũng chạy lấy chồng không biết cái gì cũng chạy nó chạy hết thì đất nước ai ở nữa và bây giờ đó cái chuyện nhất anh coi cái thứ hai nữa này anh vô trong cái cái YouTube đó, anh xem nhà bán ở Việt Nam anh thấy từ Đà Nẵng từ Quy Nhơn từ Sài Gòn từ Nha Trang đó. Dạ cái câu đầu tiên bán nhà gì xuất cảnh đi Mỹ xuất cảnh đi ngoài quốc cần bán nhà gấp giá rẻ là họ bán nhà đi sạch tại sao mà ở Việt Nam Ừ. tại sao như vậy? Coi đặt ra tại sao như vậy? I see thì thứ nhất là người ta vòng ngoại cái đã, <laughs> người ta vòng ngoại. Thứ nhì là người ta cảm thấy không yên ổn khi người ta sống ở tại người uh... ta. Thì tôi hỏi anh ví dụ như những người mà có tiền có bạc rồi uh... thì uh... họ họ tìm một cái đời sống an toàn hơn ở bên ngoài. <laughs> bầu cái đất nước mà tất cả mọi người đều muốn rời khỏi bằng mọi cách thì dưới... đất nước làm sao mà đất nước ổn định đất... đất nước an toàn đất nước vang và và bây giờ thì chúng ta trở lại với cái cộng đồng người Việt của chúng ta hôm nay trong cái chương trình sáng nay hôm qua không có anh rồi cho anh có gì lạ không thì anh xin nào Thực sự trên tôi thì cũng ít cái lạ lắm. Vậy hả? Với tôi, muốn... tôi thì... Vâng. Vậy thì để cho phép chúng tôi nói chuyện dưới tôi đi dưới miền Nam California mà người ta gọi là... Uh, gọi là thủ phủ của người tị nạn đi thưa anh. À. Ừ. Tại vì sáng nay chúng tôi muốn nói cái câu chuyện này á, là vì... trong những cái chương trình có thể nói đang cũng phát đi in public họ có kêu tên tôi và anh ra. Thì tôi cảm thấy là nhìn chúng tôi tôn trọng cái quyền tự do của mỗi người tôi không có ý kiến gì là tranh cãi là gì nhưng đã đến lúc chúng tôi cũng phải cần lên tiếng cái lên tiếng đây này có nghĩa là gì lên tiếng để nói lên cái sự thật chúng tôi không đi vào cái vấn đề nội bộ của thành phố Westminster nhưng mà chúng tôi chỉ nói đến những cái sự kiện của thành phố Westminster diễn ra vào đêm 13 tháng 12. Thì cái điều đó cho phép tất cả những người làm thông tin, truyền thông, truyền thanh của chúng tôi có được quyền làm như vậy. Nhưng hôm nay thì tôi đích danh tôi nói với ông luật sư Nguyễn Quốc Linh ông đã bước quá xa và tôi nghĩ rằng cái trình độ hiểu biết của ông quá thầm nghĩa là quá cạn quá hạn hẹp tôi không muốn đi đến những cái chữ làm mất cái danh dự cá nhân của ông tôi cũng chẳng muốn có thể nói đối đối khẩu với ông làm gì tại vì tôi ông cũng là một người khách của tôi và cũng là một trong những người mà đã từng rút cái microphone ra không chấp nhận được những cái câu hỏi của tôi ở trên một cái hệ thống truyền hình nhưng chuyện đó chuyện cũ nhưng tôi muốn nói đến ông luật sư Nguyễn Quốc Linh tôn trọng và dè dặt cái lời nói của mình vì dù sao đi nữa, ông cũng là một luật sư. Ông tiếp tục làm như vậy thì chắc lẽ không có một người khách nào tiếp tục đi theo ông vì ông không dựa vào một cái căn bản quan trọng nhất là những cái tài liệu sử dụng để ông đưa ra nói vu khống một cách mà anh nói, ông nói đến anh em chúng tôi. Cái điều đó là một cái điều hôm nay chúng tôi gửi đến một cái message trong tôi nói với ông một lần nữa tôi đã xem lại tất cả các lời tuyên bố từ năm 2003 cho đến 2016 không có một cái tuyên bố nào nói về vấn đề uh, là gọi là di sản heritage, heritage. tất cả những yeah, heritage yeah, heritage yeah, xin lỗi anh. heritage tôi chưa thấy ai nói chưa tôi coi tôi chỉ nếu ông cần tôi gửi cái copy đó cho ông thì tại sao ông cứ việc cứ nói rằng chúng tôi lợi dụng cái chữ heritage đó để chúng tôi làm thế này thế nào thế kia không chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nói của chúng tôi và chúng tôi nói rằng trong cái tất cả các nghị quyết resolution của thành phố Westminster về vấn đề cái lá cờ, chúng tôi không đi đến cái vấn đề cờ này cờ nọ cờ kia tôi không đến. Nhưng họ nói rằng là cái lá cờ vàng chứ không có vàng ba sọc đỏ chứ họ không có nói heritage di sản, cái cờ đó là cái lá cờ di sản không. Nếu ông tìm ra được một chữ Heristat nào trong tất cả những cái văn bản của thành phố Westminster, chúng tôi hoàn toàn đến xin lỗi ông và chúng có thể nói rằng chúng tôi không bao giờ dám đề cập đến những gì liên quan đến ông được. Nhưng ông đã có thể nói nói một cách có thể nói là không ngược miệng. Chúng tôi chỉ đề cập đến một trong những cái vấn đề quan trọng nhất. Ông biết những cái sự kiện nó xảy ra ở thành phố Westminster là do gì? Do cái sự thiếu chuẩn bị của ông phó thị trưởng Nam Quan. Ông phó thị trưởng Nam Quan là người second cần tất nhiên là cái điều đòi cái liệu luật đòi hỏi khi một người nghị viên trình một cái vấn đề gì để thảo luận trong cái nghị trình của thành phố thì phải có một người thứ nhì yểm trợ là được gọi là second. Ông có thời gian trên 35 ngày để tham khảo tất cả những gì liên quan đến cái, những cái đề nghị của bà Emily Van West. Thì ông là người second thì ông phải biết người ta nói cái gì chứ thì trong thời gian 35 ngày đủ để cho ông có thể có những cái nhận định ờ cái này đúng cái này sai và có thể nói tôi không đồng tình với bà Amy Phan West những điều bà nói thì nếu ông làm những cái điều đó thì không xảy ra cái đêm 13 tháng 12 thưa anh Xuân Nam ừ. Nó, nếu ông nói là cái này nó không đúng và tôi nghĩ không dành thì giờ để cho nghị tin chính ông là người chỉnh mảng công việc lơ đỉnh và là một người gián tiếp làm hao tiền của thành phố cho một cái buổi họp vô tích sự để rồi gây nên những cái tiếng vang ở trong tất cả những người việt và người ta nhìn nhận cái lối làm việc đó là một cái làm việc có thể là cẩu thả tôi tôi ông có một cái thời gian 35 ngày để ông đọc cái tài liệu mà bà Amy West nếu theo những cái lời của luật sư Lân ấy như này gọi là không có một cái chứng cớ gì pha, đợi, gọi là những cái cái gọi là chứng cớ lịch sử nó sai trái ông nói như vậy thì tôi tôi đồng tình ông có quyền nói chuyện được nhưng cái vấn đề chính là tôi nghĩ rằng là ông Nam Quan phải là người đọc cái tài liệu đó và hiểu cái tài liệu đó như thế nào và có cái điều quan hệ với bà Fan West trước khi đưa ra vào nghị trình của thành phố tại sao ông phải ông để cho ra vùng trình thành phố để rồi ông nói ồ cái này tôi hơi nghi ngờ thế tại sao ông không nói trước để rồi đi đến cái vấn đề mà có thể nó xảy ra những cái vấn đề tệ hại cho thành phố như vậy đã đến lúc tôi nghĩ ông Nguyễn Quốc Lân cần phải theo dõi phải biết cái điều này rồi ông cứ nói những người này phá hoại những người kia phá hoại lẽ nhiên tôi đồng tình với ông ông có quyền nói nếu người ta không thích người ta có quyền thư kiện ông cái đó là cái chuyện ở Hoa Kỳ này nhưng với tư cách là một người luật sư có thể nói mà nói một cách có thể nói quá sức là đê tiện tôi nói thật tiện. là đê tiện là như thế nào là đê tiện là vì ông không hiểu cái gì để nói hết. ông không hiểu cái cách người thứ hai là như thế nào ông chỉ là một người ở trong tôi nghĩ ông cũng là một người bị dân cử chỉ đâu mà tôi hiểu ông hiểu được cái quá trình là sao người ta đã nói rằng khi một nghị viên đưa ra một cái vấn đề để thảo luận ở nghị trình thì cần phải có một người second thì ông đam quan là cái người second đó thì ông đam quan phải đọc phải hiểu những cái gì đó chứ đâu ông năm quan một cái thời gian 35 ngày không chịu tham khảo để đổi đi ra thành phố tạo nên một cái scandal ở tại thành phố như vậy gây ra những cái sự bất hòa gây ra những cái sự có thể tôi không nói cũng có thể gọi là misunderstand nữa. tôi không đề cập đến chuyện đó nữa nhưng mà tôi nói đó là cái trách nhiệm cái lỗi của ông ông phải chịu về cái trách nhiệm đó rồi ông còn lợi dụng cái thời gian đó để nói những cái điều mà người dân không muốn nghe Chúng tôi đã bỏ quê hương xứ sở sống những ngày tháng khó khăn ở trên biển. Chúng tôi không muốn nghe nói đến những cái gì trong quá khứ của chúng tôi về những cái gì là ô tổ chức liên niệm quốc họ tôn trọng cái này dù thích hay không thích. Chúng tôi không muốn nghe cái đó. Là tại vì sao quý vị đã sử dụng tiền thuế của chúng tôi để bàn cãi những cái chuyện có thể nói vô tích sự. Vì sao chúng tôi nói vô tích sự? Vì ông có đủ 35 ngày để nói chuyện với bà Amy West. Cô Amy, tôi cảm thấy cái điều này không đúng, không xác đáng. Và chúng ta không có thể bàn cãi về cái vấn đề. Ồ, cái này là cái gian dối lịch sử đại khái. Tôi nói tất cả những gì, ông không đồng tình. Tôi nói ví dụ như vậy thôi. Ông chờ để đưa ra cái này rồi, ông bắt đầu nói. Thì điều đó có nghĩa là đây là một cái âm mưu, cái planning, một cái vở kịch ông đóng để ông làm cái điều gì. Người ta có quyền nghi ngờ về vấn đề đó. Chúng tôi không nói là... Nhưng tôi đặt câu hỏi với ông. Thế tại sao 35 ngày qua ông không làm cái điều đó? Thế tại sao trong cái thời gian đó, ngay cái lúc đó ông lên tiếng, ồ, tôi xin hội đồng thành phố, vấn đề này tôi không còn second nữa. Thì mọi chuyện nó giải quyết rõ ràng thôi, tụi em xin đám. ừ. Tại vì không có người second thì không có thể nào, anh không có bằng lái xe thì không thể nào anh lái xe được hết. Anh không thể thảo luận về cái vấn đề lái xe trái phải gì nào hết. Ừ, ông, ông cái... Ông ông luật sư Nguyễn Quốc Lân nói cái gì mà nói ở đâu em? Thưa ta nói trong một cái chương trình với ông Nam Quan mà tôi có những người gửi đến cho tôi nghe thì tôi cảm thấy hơi bực mình nhưng mà tôi tôn trọng cái quyền tự do của ông nhưng mà em, tôi cũng muốn chia sẻ cái với cái ông điều để rất chống... đơn giản nè dạ vâng cái điều đó đơn giản á ở đây chúng ta có mấy nhân vật được xem là hiểu biết về vấn đề này trong đó có ông Bùi Phát không ngu kỹ có anh có có tôi bây giờ nếu ông Nguyễn Quốc Lân rất đơn giản là nếu anh tự cảm thấy là anh có lý luận có hiểu biết rất đơn giản là tranh luận còn anh này anh chỉ anh chỉ nói với nhau ngồi nói với nhau không không dám thách thức ai đang luận không dám nhập chấp nhận ai đang luận thì, thì, tôi gãi đôi gối tôi sướng hơn tôi tôi cái đó có tranh luận ta mới chỉ ra cái chỗ sai của anh như, như, thế nào cái chuyện này đến giờ này người ta thấy rằng trong cái cuộc hội đồng thành phố nói một đường anh ra thì quỹ quốc lân nói một kiểu chế ra chuyện nói một kiểu rồi mình chỉ trên cái kiểu khác nói gì khác tam sao thất bạn nó quái mà không nó đầu gối sướng hơn thì căn có học có ăn có học mà có lý luận mà ngại gì mình mình thách đấu nhau bữa trước có hàng mấy trăm người báo chí làm chứng Tôi thì thật thưa anh tôi không đi đứng về phía ai nhưng mà tôi thấy với cả những cái sự kiện ông năm quan cũng vậy ngay những cái lời nói thô tục của ông chúng tôi cũng không để ý đến nữa chúng tôi để cho nó đi vào quá khứ nhưng đến bây giờ thì ông lại lôi ra tôi thấy có một cái điều như hôm qua ông còn ngồi đó ông kia ông ngồi với ông miền ông miền bắc thì ông nói Ô, là ông phát bụi đi vào với gặp ông đại sứ việt cộng nên vậy cái đó tôi nghĩ là ông có quyền nêu đó, vấn đề đó ra là tự do ngôn luận mà và tự do để đi đến một cái sự rõ ràng đối với tất cả những vị dân cử. Quý vị là những người dân cử, quý vị phải được đặt ra dưới cái kính hiển vi về cái việc đồng của vị. Thì tại sao bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu người nói đến cái vấn đề ông gặp mặt ông tổng à, lãnh sự đi về ăn nhậu ở đó, chỗ đó. Thế tại sao ông không nói cho người dân biết đi? Khi mình nói mình trước đi rồi mình nói người khác. Cái điều đó là tôi tôi không đề cập đến cái vấn đề giữa ông với ông Phát Bùi như thế nào. Nhưng mà cái hỏi ông là một trong những người đại diện cho người dân. Người ta có quyền đặt câu hỏi với ông Ông còn cấm cái miệng của ông lại Ông nín thinh cái miệng của ông lại Ông còn cái, cái, cái gì để mà ông nói Những cái câu hỏi của ông này Tôi chúng tôi nói với ông này Bố ông làm gì với trong cái thời kỳ mà có thể nói những cái bức tranh đã vẽ ra để chống lại tất cả những gì mà gọi là gọi là cuộc chiến của những người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Cái người anh của ông là U Đàm đã làm cái gì vẽ một cái con đùm, một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ trên cái con đùm đó. Có khi nào ông biết đi điều đó chưa? Ông Năm quạt. Ông là người ngồi với ông Phan khắc toàn tổng lãnh sự để nói chuyện. Có khi nào ông nói về cuộc gặp gỡ đó chưa? Ông đừng có bố láo cái miệng ông. Là từ lâu tôi không muốn nói đến ông. Nhưng mà tôi nói cho ông biết rằng ông chỉ là một người ở trong thành phố Washington. Người dân người ta không bầu, không biết ta bầu cho ông thôi. Còn đối với tôi, ông là cái nothing. Cả về tất cả mọi việc, ngay cả gặp nhau ở parking lot tôi cũng tới gặp ông được. Tôi nói cho ông biết như thế Sao, sao, sáng nay có cái gì mới mà sao anh có hơi vẻ hơi hơi không hơi... tôi thấy tôi tuần đầu tiên một người một người gửi cho tôi cái video đó và tôi thấy có những người họ luôn luôn mà tạo nên một cái vấn đề có thể nói là 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 tôi tôi thấy nó 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 tình trạng nó xáo trộn mà chúng ta nên tìm cái cách để mà nói rõ ràng thì tôi nói chỉ có một cái vấn đề rõ ràng là anh thiếu trách nhiệm anh không có coi anh không có ấy xét cái, cái 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 cái, resolution đó. cái cái gọi là proclamation của bà 35 ngày tất cả anh có đủ thì giờ anh coi. Thì anh cảm thấy không đúng thì anh chỉ cần nói thành phố ở à, tôi, tôi thấy cái này không đúng, tôi không tôi rút withdraw cái my second của tôi. Không có một cái chuyện gì xảy ra cái thành phố này không tốn tiền để ngồi thảo luận, không đưa ra những cái thì giờ anh em chúng ta nói ở đây nữa. Đó là cái lỗi của mình. Mình còn cái gì để mà bao chữa để mà nói nữa không một lời xin lỗi, tốn biết bao nhiêu tiền của thành phố. Tôi chưa nói đến cái nội dung những gì anh nói ở trong, tôi không cần thiết nữa. Tại vì ông rút ra một cái, ông nói, tôi không bằng lòng nữa thì thôi. Tuy nhiên, vì ông đã nói là tôi không ra, tôi thấy không bằng lòng vì những cái chữ báo Nếu ông tôi không, tôi tôi nói tôi không đề cập đến phân tích vấn đề chữ trong đó, tôi không cần để, tôi chỉ nói rằng, ông là người có cái quyền, thấy không thích nữa thì đừng có cho ra nghị trình thế thôi anh anh hiểu cái ý mục đích tôi nói thưa thưa không anh, anh tôi, tôi tôi nói rõ ràng vậy thôi chứ tôi không cần phải nói gì nhiều thì nếu ông Nam ông Nam Quan không đưa cái vấn đề ra nghị trình thì lấy đâu có những cái chuyện ấy đâu có ai tham khảo ai luật đâu có cho phép thành phố nói chuyện đó đâu mà để hết ngày này bây giờ đem tất cả nhưng mà anh thấy tôi coi lại những cái, cái cái, resolution của thành phố không có một cái chữ nào nói cái này gọi là heritage của cái cả mà cả ông Nguyễn Quốc Linh cả ông này cứ hai người chỉ có nói cái đó mà vô lý mà tôi thấy cái sự kiện này nó quá vô lý để cho lôi cuốn biết bao nhiêu người tạo nên những cái vấn đề khó khăn trong cái cuộc sống của mình lại gặp nhau có những cái điều nó không nhìn nhau tốt tôi thấy như vậy thôi Cái sắp tới cái cuộc bầu cử sắp tới cuộc bầu cử 2024 đó nó sẽ là một dịp để người dân cử cử tri ở Nam đi Nha nó liên ấp người đại diện của mình một số người đại diện của tại Nam đi Nha nó quá tệ nên ừ. họ phe phái bè phái với nhau là cái chuyện của họ người ta vẫn có quyền chỉ trích có quyền nói tôi đó là một cái xã hội dân chủ khi một khi họ chưa có vấn đề pháp luật chưa có gì thì thôi chúng ta nhưng ít nhất cái giá trị của con người và cái lỗi của mình mình biết một cái lỗi đó rõ ràng tôi thấy không không thể nói không ai mà không có thể nhìn thấy được cái vấn đề đó ngay cả một cái cô gì ở trong cái cái ban cái của cô đó một người mà ủng hộ ông đó cũng nhìn nhận là cái lỗi đó là sơn cái gọi là cái lơ đỉnh của ông ông làm cái điều đó nè cái cô gì mà cũng cũng hay chửi tôi lắm hay tôi tôi, tôi không cần tên nhớ tên làm gì tôi nói vậy là phải biết cũng người ta cũng nhìn nhận như vậy nữa ông ông coi thường cái, cái cái, người dân ở đây quá rồi anh bây giờ thì tôi hỏi anh ông đã ta tuyên bố như vậy rồi thế bao nhiêu lần giới thiệu cái ngày diễn hành tết kỳ tới này cái ngày diễn hành Tết kỳ tới đây, ông làm ơn ông giới thiệu lễ chào quốc kỳ Heritage lá cờ Việt Nam đi. Ông nói như vậy đi, tại vì ông nói là Heritage đó thì ông nói đó đi. Cái ngày diễn hành này anh yêu tôi yêu cầu ông sử dụng cái chữ Heritage đi. Ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Nguyễn Quốc Linh rồi mấy người ra sử dụng cái chữ đó đi. Khi nào anh đi tới nhà quan anh quàng cái lá cờ cho một cái người nào nằm xuống quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hay là một người nào đó đóng góp với Việt Nam Cộng Hòa. Anh tới, anh nói đi. Hôm nay tôi gửi cái lá quốc kỳ đến quảng cái lá quốc kỳ heritage này đi. Anh có dám nói như vậy không? Anh có nói như vậy không? Nhìn hình nhất là những ngày sắp tới là họ đang chuẩn bị để diễn hành Tết này. Rồi chúng tôi mang cái bảng heritage, cái lá cờ di sản của Việt Nam đi để coi thử quý vị. Cái đó quý vị cầm cái lá cờ vàng, quý vị biết cái chữ trước đi, lá di sản của lá cờ Việt Nam đi. Ông, ông, ông Nguyễn Quốc Linh mở mắt đi, cái chữ heretic của ông bỏ vào đó đi đây là cả một cái sự gọi là quá tệ đi thưa anh sinh mày anh thì hôm nay tôi chỉ có nói điều có một cái điều là chúng tôi cũng muốn nói đến vấn đề của ông anh du đội nhưng mà chắc là thì giờ nó không có anh thì uh, hôm nay thì Thật sự tôi làm việc với anh, anh thấy lâu lòng gì tôi chỉ nói ra nhưng mà tôi không có một cái vấn đề mà có thể nhục mà ai làm gì tôi anh thấy tôi không có bao giờ sử dụng cái đó nhưng mà nhiều người họ nói có một cách quá tệ hại đi thành ra nhiều khi đến lúc chúng ta cũng cần phải phải có một cái thái độ chứ không thể chắc họ nghĩ rằng em mình tại vì tôi tôi nhìn thấy tôi với anh chúng ta trao đổi những cái vấn đề mà mình thấy sự kiện thì mình nói thôi Ừm. Uhm nhưng mà đã đến lúc họ có thể nói là mình là những kẻ phá hoại những kẻ kia nọ lẽ nhiên thì lẽ nhiên học của tôi vẫn nói tôi một lần nữa tôi xác nhận tự do ngôn luận nhưng của chúng tôi cũng có cái quyền tự do để nói lại tất cả những sự kiện phản bác lại tất cả những cái điều mà quý vị nói một cách có thể nói nhầm lẫn về chúng tôi ừ thì lẽ nhiên chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra trong những ngày cuối năm nhưng mà tôi thấy nó nó cái việc này không nói thì là không được thành tôi phải nói một cái lần cuối và chẳng lẽ bây giờ tôi muốn nói thêm nữa tôi, anh, uh, anh biết trong quân đội ngày xưa đó tôi có một câu mà tôi rất là thích nhìn quân phục để biết được quân Từ cảnh và quân phong yeah. tôi nhớ cái này không biết chính xác không tất nhiên là nhìn cái quân phục á biết tư cách họ nói như vậy biết tư biết cách gì không của quân phong dạ yeah, là sĩ luật quân đội đó và tác phong về cái của... nhìn yeah. cái cách bề ngoài của mình ăn mặc cách mình giao tiếp cách mình ăn nói Để cho mình thì trình độ trí thức và đạo đức ở cỡ nào nhưng mà nếu anh Tại vì anh ra đường họ tự cho họ là hoa hay là phân 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 hay là phân phân chó nếu học tự biết thành phân phân chó thì mình mình cãi gì mà công vậy mình gặp mình tránh chứ ai bên đạp bên nó đó gì chừng nào học thì mình chia ra mình nhắm thì chia ra mình sẽ mình nhắm thì tôi có nghe bài nói chuyện đó của Nguyễn Quốc Lân nhưng mà không tôi nghe xong tôi trợn mắt lên đây là luật sư à tôi cứ tưởng đông đứa học là học lớp bốn trường làng không à thì tôi tôi tắt máy tôi không nghe nữa tại vì anh phải anh phải có qualify tới một, một certain level nào đó mới ngồi cho bạn nói chuyện còn anh mới lớp 3 trường thì, thì anh anh, anh cãi là mẹ gì mới không không, khổ khổ cực vậy nói tầm bậy tầm bạ không chứng không cớ không không tài liệu không không tham khảo gì đó cứ bừa ra mà nói thì nói là quái mà công về ông về ông, ông, ông đưa cái đầu gối ông ra ông gõ đầu gối ông nói chuyện đầu gối ông sướng hơn vâng tôi cũng ghi nhận cái điều anh nói cũng rất hay nhưng mà nhiều khi rồi mình cũng không có có thể mà để cho những cái sự kiện này nó cứ tiếp tục diễn ra hoài thì lại nhiên cũng một lần nói một lần để rồi chẳng bao giờ nói nữa cũng cảm ơn anh có cái 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 nhận định và cái cái lời trình bày chia, chia sẻ đó cũng rất là một cái hữu ích cho những cái người làm báo chí như tụi tôi vâng là... thằng nó ra nó ị bậy là đường á ra đi ngang <laughs> đạp lên nè tránh đi loại đó không nấy mình nó, nó 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 nói chuyện thì nói chuyện đồng quái cho nó cực do vậy ông anh tôi tỉnh táo, thoải, thoải mái thứ đó là rơm rác để nó bỏ cho thùng rác không 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 đem vô trên cái miệng của mình nó dơ miệng mình dạ vâng dạ vâng cảm ơn anh chúng ta tạm chia tay hôm nay vào ngày thứ năm để còn có một ngày mai nữa anh em mình gặp nhau và bắt đầu mình chuẩn bị đón mừng năm 2024 tới đây một cái năm mà thế giới đang mong đợi giải quyết tất cả những cái khó khăn của nhân loại và hy vọng rằng sức khỏe của anh và sức khỏe của khán giả của chúng ta năm 2024 sẽ là một năm tràn đầy hy vọng và vui tươi tôi nhớ tôi nhớ trước khi chia tay tôi muốn nhớ kể lại anh câu chuyện có thật của một nhà văn tiền chiến sống ở Hà Nội khi mà bị cộng nó chiếm lấy Hà Nội nữa. nó treo cờ đỏ lên khắp xứ ông đóng cửa lại ông ở trong nhà suốt rồi ông không ra đường nữa ông không đi ăn ông không ra đường không đi phố không đi dạo ông không đi đâu Một hôm đó, ông bước chân ra đường tình cờ bước chân đường để đi ăn bắt phở hà nội ông thấy không có mình thành phố nó vẫn sôi động vẫn ồn ào vẫn náo nhiệt ông sực nhớ rằng tại vì mình, mình tự cô lập mình Xã hội nó vẫn sống, vẫn vươn tới, nó vẫn đi tới, nó vẫn giao tiếp, nó vẫn giao lưu, vẫn ồn ào, ào, đúng như vậy. Và... ông ông cuốn nó đi dòng chảy của những người đương đại lúc đó đó, ông sống, sống bình thường, sống bình thường trở lại. Điều cho thấy rằng nếu mà chúng ta đi ra đường thấy cái ác mà từ đóng cửa về nhà, hay chúng ta phang lại, ta ta, ta, ta ta đánh ngược lại, thì nó làm dơ bẩn mình thôi anh cứ coi như không có nó anh cứ lao vào chọn cái tốt anh sống chọn cuộc đời những cái chỗ báo chí chỗ tốt đẹp cuộc sống mắc như vậy anh dính vào những nhân vật mà nó dễ rách nó làm chi vậy Tại, tại, sao anh dính dính vô những nhân vật cái chuyện không nói có chuyện có nói không chuyện tầm bậy tầm bạ vẫn không coi đừng cái cái, cái không có cho cái những ngôn ngữ mình lời lý luận mình ra có một giá trị nào hết đó là trash rác mới, mới rưỡi. tại sao anh chấp những lời rác rưỡi làm gì vậy cái loại đó chỉ có một địa điểm thôi cộng hòa liên bang thùng rác <laughs> cộng hòa liên bang thùng rác cái, cái thứ đó bước vô thùng rác địa chỉ của là cộng hòa liên bang thùng rác vô đó ngồi đi mình không bận tâm với nó ai biết bận tâm vậy và anh sống với những cái tinh hoa của nhân loại vẻ đẹp niềm vui nhân loại cũng ba cái rác rồi nên bước vào thùng rác đó cho nó khỏe uh, thank you, you anh Sunam tức là à. Uh, không mệt okay. thank you yeah. 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 Rồi, cảm ơn anh hẹn gặp lại anh ngày mai dạ yeah, uh, vâng xin, yeah. xin chào khi khán thính giả